dự báo mưa lên đến 600mm, Đà Nẵng ra thông báo khẩn trong đêm. Không khí lạnh mạnh khiến miền Bắc Bộ nhiệt độ giảm sâu, có nơi rét hại. Nhân chứng kể giây phút ám ảnh liên quan vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng ở Thủ Đức. Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo khẩn trương xác minh vụ tàu cá bị tấn công trên biển. Israel cáo buộc Hamas ngăn chặn sơ tán trẻ sơ sinh. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp lúc 11:30 trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Thông tin đáng chú ý vừa được chúng tôi điểm qua. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng vừa ra thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn thành phố nghỉ học hôm nay ngày 13 tháng 11. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho hay, theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, trong đêm 12 và ngày 13 tháng 11, trên địa bàn Đà Nẵng có mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập úng nhiều nơi. Theo dự báo, từ ngày 13 tháng 11 đến 17 tháng 11, tại thành phố Đà Nẵng, khả năng xảy ra đợt mưa lớn trên diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến từ 250 đến 450mm, có nơi lên đến 600mm. Mưa lớn có khả năng gây ngập diện rộng, khu vực thấp trũng và nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn. Từ ngày 13 đến 18 tháng 11, trên các sông thuộc thành phố Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt lũ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng sớm nay 13 tháng 11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15 đến 18 độ C. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12 đến 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Trên biển ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 4-6 mét, biển động mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, tăng lên cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 mét, biển động mạnh. Từ đêm 12 tháng 11, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5 mét, biển động. Công an thành phố Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Camera hành trình do ô tô bị tai nạn đã ghi lại vụ việc. Clip cho thấy ô tô lao với tốc độ nhanh, cảnh kinh khủng nhất là ô tô tông trực diện vào hai cô gái trẻ rồi kéo lên vỉa hè. Trước đó, vào khoảng hơn 16 giờ, ông Phạm Cao Chí, 39 tuổi, ngụ quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển ô tô chạy trên đường Nguyễn Văn Tăng hướng từ ngã ba Gò Công về ngã ba Mỹ Thành. Khi đến đoạn giao với đường số 15, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức thì va chạm vào bên hông một ô tô đi hướng ngược lại. Sau đó, xe này tiếp tục va chạm với một ô tô khác. Vụ tai nạn làm Trần Thị Yến N, 18 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức tử vong, hai người khác bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức sau đó đã phong tỏa đoạn đường, trích xuất camera an ninh phục vụ điều tra. Thông tin ban đầu cho thấy tài xế gây ra vụ tai nạn có cồn. Cũng liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng trên đường Nguyễn Văn Tăng, các lực lượng chức năng cho biết đến 21 giờ, chiếc ô tô cuối cùng trong vụ tai nạn mới được dời đi. Theo bà Chính, nhân chứng trong vụ việc cho hay, thời điểm trên trời mưa, bà đang mua bún riêu bên đường thì bất ngờ nghe tiếng trầm, nhìn lại thì thấy một ô tô tông vào nhiều ô tô khác, rồi lao sang làn đường bên cạnh tông sập nhà mình. Bà kể lại, ba mẹ con bà thường ngày dọn xe cơm ra trước nhà bán từ 16 đến 22 giờ. Do hôm qua là chủ nhật nên nghỉ một hôm, không ngờ lại may mắn thoát nạn. Xe cơm gia đình bà đặt ngay trước tường rào, nơi ô tô tông sập. May mắn hơn, xe không lao thẳng vào nhà mình, vì lúc đó cả nhà bà đang ở bên trong. Anh Tùng, một nhân chứng khác cho biết sau khi gây tai nạn, tài xế mở cửa xuống xe, đi loạn choạng. Tài xế sau đó cũng được đưa đến công an phường. Một nhân chứng khác cho biết lúc đó nghe nhiều tiếng động rất mạnh. Sau đó người này vội gọi xe đưa những người bị thương đến bệnh viện. Nhưng cô gái trẻ đã không qua khỏi. Thật sự là giây phút kinh hoàng. Ông Phạm Văn Đồng, 30 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang cho biết vừa gửi đơn trình báo về việc tàu cá bị tấn công khi đang hoạt động trên vùng biển Cà Mau đến các ngành chức năng và Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải. Theo trình bày của ông Đồng, tàu cá mang số hiệu KG94839TS của ông cùng hai tàu khác đang hoạt động trên vùng biển tỉnh Cà Mau thì bất ngờ bị hai vỏ lãi và một ghe ốc tiếp cận. Sau đó, những người đi trên phương tiện này đã dùng bom xăng ném và dùng súng tự chế bắn vào các ngư dân trên ba tàu cá.
Khoảng 10 phút sau, các đối tượng bỏ đi do hoảng loạn nên các ngư dân không thể nhận dạng được các đối tượng tấn công. Vụ việc khiến ngư dân NVM bị thương ở đùi, ngư dân DVD bị thương tích ở mặt và ngư dân LTV bị đạn bắn xuyên bắp chân. Liên quan đến vụ việc trên, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho biết đã chỉ đạo ngành chức năng khẩn trương xác minh. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin nóng khác được chúng tôi cập nhật đến 11 giờ 30 phút trưa nay. Mời quý vị theo dõi. Bộ Y tế cho biết trong tuần qua, cả nước ghi nhận thêm hơn 7.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó một ca tử vong tại Long An. So với tuần trước, số ca mắc tăng. Tích lũy từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước đã ghi nhận gần 136.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó 35 ca tử vong. Đặc biệt, tại thành phố Hà Nội vẫn đang ở giai đoạn cao điểm của dịch với số ca bệnh tiếp tục tăng. Trung bình mỗi tuần, Hà Nội ghi nhận từ 2.400 đến 2.700 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023. Theo dự báo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, giai đoạn trong tháng 11 đến giữa tháng 12, dịch xuất huyết có thể vẫn phức tạp. Thời điểm này, mật độ muỗi vẫn phát triển mạnh. Hiện thành phố Hà Nội có hơn 230 ổ dịch đang hoạt động. Thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, một người phụ nữ trên địa bàn mới trình báo bị lừa đảo qua mạng, mất 900 triệu đồng. Trước đó, ngày 11 tháng 11, bà Giờ, sinh năm 1977, trú xã Cát Văn, nhận được một thông báo đến sẽ khóa 2 chiều SIM điện thoại của mình đang dùng, lo lắng SIM điện thoại bị khóa 2 chiều. Bà Giờ hỏi hướng dẫn cách mở lại SIM của mình, bà Giờ sau đó đã bị đối tượng này yêu cầu và đã chuyển số tiền 900 triệu đồng. Nhận được trình báo của bà Giờ, hiện cơ quan công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc. Hôm nay 13 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ Võ Thị Hà, sinh năm 1978, ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh bắt đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Do quen biết với Hà, nên bà Hờ đã hứa giúp bà Hờ thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận chủ quyền đối với nhà đất với thủ đoạn yêu cầu hối thúc bà Hờ đưa tiền để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở tại đô thị bằng cách gửi các tài liệu giả cho bà Hờ. Hà đã lừa bà Hờ số tiền 88 tỷ đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà, công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan vụ án, trong đó có các tài liệu giả liên quan đến nhà đất như thông báo nộp thuế, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, biên bản giải quyết thi hành án. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản trả lời kiến nghị, đề xuất của đại biểu thiếu nhi tại chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ lắng nghe tiếng nói thiếu nhi năm 2023. Tại chương trình, lãnh đạo thành phố đã gặp gỡ lắng nghe tiếng nói thiếu nhi năm 2023 diễn ra vào tháng 5 vừa qua. Một trong những vấn đề nhận được nhiều đại biểu thiếu nhi quan tâm đó là tình trạng bạo lực học đường. Về nội dung này, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tăng cường chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố thực hiện đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2020-2025 và công tác xây dựng văn hóa học đường. Các cơ sở giáo dục tăng cường tổ chức xây dựng văn hóa học đường cho học sinh thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chào cờ. Những thông tin quốc tế đáng chú ý được chúng tôi cập nhật liên tục sẽ tiếp nối chương trình trưa nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Hội nghị chung giữa các nhà lãnh đạo Liên đoàn Ả Rập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OIC tại thủ đô Riyadh, Ả Rập Saudi vừa khép lại với một loạt lời kêu gọi, trong đó có chấm dứt lập tức cuộc xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas, cho phép hàng cứu trợ vào dải Gaza, chấm dứt bán vũ khí cho Israel. Hội nghị trên diễn ra trong bối cảnh Ả Rập Saudi tìm cách thúc ép với Mỹ và Israel về việc chấm dứt xung đột tại dải Gaza. Thông điệp từ hàng chục nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo càng củng cố thêm sức ép này. Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman nhận định những gì xảy ra ở dải Gaza là một thảm họa nhân đạo, qua đó chứng tỏ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế thất bại trong việc ngăn chặn điều này. Trong khi đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas kêu gọi Mỹ giúp chấm dứt xung đột tại dải Gaza. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi tổ chức Hội nghị Hòa bình quốc tế để tìm giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng. Cũng trong một diễn biến liên quan đến xung đột Israel-Hamas, quân đội Israel vừa cho biết họ đã đề nghị sơ tán trẻ sơ sinh và để 300 lít nhiên liệu trước lối vào của bệnh viện Al-Shifa nhưng đều bị Hamas ngăn chặn. Theo đó, bác sĩ Mohammad Kwandil tại bệnh viện Nasser ở Khan Yunis phía nam dải Gaza cho biết bệnh viện Al-Shifa hiện không hoạt động, không ai được phép ra vào.
Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine cho biết, Bệnh viện Al-Quds cũng không hoạt động và các nhân viên y tế đang gặp khó khăn trong việc chăm sóc những bệnh nhân tại đây với rất ít thuốc men, thực phẩm và nước uống. Trước đó, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho hay, WHO đã tìm cách nối lại liên lạc với các chuyên gia y tế tại Al-Shifa và nói thêm tình hình rất nghiêm trọng và nguy hiểm. Cụ thể, ông Ghebreyesus viết trên mạng xã hội rằng số bệnh nhân tử vong đã tăng lên đáng kể, bệnh viện không còn hoạt động như một bệnh viện nữa. Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC chính thức khai mạc tại thành phố San Francisco, bang California, Mỹ, ngày 11 tháng 11 giờ địa phương. Tại sự kiện kéo dài cả tuần này, các lãnh đạo, bộ trưởng và quan chức 21 nền kinh tế thành viên APEC dự kiến thảo luận nhiều chủ đề như thương mại và đầu tư, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững và bao trùm, năng lượng sạch, khí hậu, an ninh lương thực. Với chủ đề kiến tạo một tương lai tự cường, bền vững cho tất cả mọi người, năm APEC 2023 tập trung vào 3 ưu tiên: kết nối, đổi mới sáng tạo, bao trùm. Theo hãng tin Panama, các cuộc thảo luận tại tuần lễ cấp cao APEC ở thành phố San Francisco xoay quanh 3 vấn đề gồm mở rộng tiếp cận kết nối số, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng bền vững và bao trùm, củng cố các mối quan hệ kinh tế và tăng tính tự cường của chuỗi cung ứng. Gia đình lớn nhất thế giới hiện có 199 thành viên, nhiều thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà ở ngôi làng trên đồi Batawang, bang Mizoram, Ấn Độ. Do số lượng thành viên đông đúc nên mỗi bữa ăn thường nhật tại gia đình này đều lỉnh kỉnh bàn ghế, xoong nồi, chén bát như thể đang ở một nhà hàng tổ chức đám tiệc. Cũng do số lượng thành viên lên tới 199 người và còn tiếp tục tăng thêm nữa, cho nên mỗi bữa ăn của gia đình này nấu hết khoảng 80kg gạo, gia đình đông nhất thế giới ở làng Batawang do ông Pujiona gây dựng. Theo chế độ đa thê, ông Ziona đã lấy tới 39 người vợ, họ sinh được cho ông 89 người con. Các con của ông cũng đã sinh được 36 đứa cháu và họ tiếp tục sinh cho ông hàng chục đứa chắt. Không chỉ đứng đầu gia đình đông nhất thế giới, ông Ziona còn đứng đầu giáo phái cơ đốc giáo lâu đời có tên là Chuan Tha Koran, nhà thờ của thế hệ mới. Giáo phái này tiếp tục ủng hộ chế độ đa thê vốn có từ đời cha của ông Ziona truyền lại. Những thông tin nổi bật về các sự kiện trong nước và quốc tế đã khép lại chương trình buổi trưa của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!